Ngạc nhiên chưa? Hôm nay tiểu thư Tuệ Nhi lại quan tâm chuyện người khác rồi đấy. Tôi không có lãnh. Chẳng qua là bà ngoại của anh cho tôi các kho, cho nên là tôi quý bà ngoại của anh thôi. Còn cái bản mặt của anh đó hả? Tôi chả thèm quan tâm. Ra là cũng quý bà ngoại của tôi. May mắn thật đấy. Cảm ơn nhá. Này, bà ngoại của anh bất hạnh thật đấy. Có một thằng cu tí khô khan lạnh lùng, bây giờ thêm một bà cô con dâu khó tả. Cô nói đúng. Mà tôi lâu rồi chưa biết đến hạnh phúc. Nếu anh cần người lắng nghe hay là cho lời khuyên hữu ích, đó chính là tôi. Ai mà lấy được Hoan ấy, là sướng cả một đời. Thế chứng tỏ đời toàn thằng đen nên tôi mới ế lâu thế này. Ơ, cái gì đấy? Anh đi. Tôi cũng đang đen đây. Chị mời. Cảm ơn. Chào đấy. Nóng quá, nóng. Từ từ thôi, làm gì vội.